每日早晨啊，你仲會喺度睇而家？而家八點又走，真係好鼠人，好鼠人做嘅啊！好鼠人，好鼠人做，好鼠人唔同意。佢唔係就係，反正嗰啲人全部都係當時都係做嗰個手工嘅。I T 有啲臨時工噶嘛？臨時工我都喺度問啊！嚇，臨時工都喺度問啊！我都要問問臨時工。係咪？呢個。Em không biết cô có làm không? Dạ, em cũng. Cái bảo hiểm công ty cô có. À, là tức là trả về phòng bảo hiểm rồi. Em nhờ chị hỏi nghe mày một tháng nay rồi. Em lên nữa đó, chị nặng em. Một tháng rồi đó, chị nặng em. Công ty cô. Em không phải công ty cô. Công ty cô. Không phải công ty cô. Cô phải em sẽ ghe. Cô sẽ ghe. Cô nên cô. À là. Không có, không có. Không có, không có, không có, ok. Tức là, tức là. Chị, 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 chị. Cái mày á bảo hiểm của mày là của Vũ đúng chứ, làm công ty cũ đúng không? Dạ. Làm công ty cũ phải lấy sổ bảo hiểm về cho nên bên này chứ. Có đâu. Em nhờ hỏi bên là ông lần nó trả về phòng số bảo hiểm rồi phải không mình? Em mới nhờ chị hỏi cho em dùm một tháng nay gần 20 ngày chứ không ít đâu. Bữa đó em lên hỏi nữa lên nạt em. Làm sao? Phải không? Không có sổ bảo hiểm á, nhưng mà công ty cũ á mình phải lên lấy về cũng đó có đâu. Em nhờ chị hỏi cho em là em đi lấy chứ không phải chị lấy, đúng không? Nó lên chỉnh nó sao mà lên quậy có gì đó. Này bán bốn lần nha. Thầy kiểu giờ là làm cái món kiểu rồi. Lấy tên mà lấy tên. Lê Vũ. Mình làm nhân sự anh chị làm bài cho tôi nghe. Ủa anh chữ lên chữ luôn mà ba mẹ em mà. Nó có đâu, cô nói chuyện là một trai đuối chịu qua đó. Ủa là sao? Ủa mà sao anh chờ em mà sao anh chửi em? Hôm qua tôi nói chị ơi, sao tôi điện số thoại tôi điện được. Chị nói, tại vì sao điện thoại đó, em bữa trước em điện được, giờ anh điện không được thì đó là vấn đề của anh chứ. Giờ tự nhiên anh nên đi hỏi. Không có sự đâu, à, không có sự, mình ông gái, mình chuyện nhỏ nhẹ làm hoài. Nhỏ nhẹ, anh có nhẹ, nhỏ nhẹ với em không? Sao nhỏ nhẹ? Có. Có lớn mà nhẹ. Có nhỏ nhẹ thì anh, em muốn nói nhỏ nhẹ lại, tự nhiên cái tiền nhỏ. Thôi. Cái bạn kêu lên, chị lên, chị lên. Dạ, đây là Vũ rồi. Bạn kêu lên đó. Bạn là bạn nào? Bạn là chung bạn, kêu lên chị lên đây. Bạn, chắc chị mới qua là. Thì tại vì nó không biết giải quyết như thế nào, nó kêu anh với em anh lên chứ. Không lên kiếm mà. Tôi hỏi là sự chuyện là sao? Giờ đi, tôi nói bỏ đi. Anh không, cãi lộn rồi. Lê Xuân Vũ đúng không? Đúng. Là số thẻ gì? Hai cái tên. Là có hiểm mà, cái chuyện có hiểm mà không nhanh hỏi. Không cái đó là cái cũ của anh nha, cái đó không có liên quan đến người mới. Tôi yêu cầu, mấy yêu cầu hiểm của mẹ. À, chú công sư sẽ dạy cho bạn chị về bạn chị nó có sư với bảo hiểm chị giờ à hiểu không nè bạn chị chị lấy sư đang cho con với mình xe và sư đi làm việc chị về à sư đi làm việc là sư đi làm việc à sư đi làm việc sư không được nè sư bảo cho con nó cái này nó đi làm việc chị về à sư hãy quan đi với lại lâu lâu rồi anh lấy cái quan đã đi. Thank you.
21 nha. Cái xưởng cũ là 21, còn cái xưởng là tôi cũng có 21 cũ là 37. Nhưng mà chiều bữa mới gặp nãy nha. Bữa làm lại đó hả? Ngày bấm đúng rồi nha. Anh bấm chưa? Thử chưa? Rồi nó hiện lên nè. Vậy là được, việc nào nó đánh dấu ít là chưa được nha. Ít là không vô. Dạ. 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 D